chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Thanh Hà quay trở lại với một chuyên mục khá là đặc biệt, đó là chuyên mục thử thách cùng Thanh Hà. Rồi hôm nay thì Thanh Hà nhận được một thử thách từ chú Tiến rất là đặc biệt, đó chính là thử thách đoán tên bài hát. Nghe thì có thể dễ rồi, nhưng mà nói chung là nó rất là khó nha, nó siêu gọi là khó luôn. Bởi vì Thanh Hà phải nghe những bài hát nhân hai chứ không phải là những bài nhạc bình thường đâu nha mọi người. Đầu tiên là Thanh Hà sẽ được nghe một đoạn nhạc bất kỳ, rồi Thanh Hà phải đoán được bài đó là bài gì. Nếu Thanh Hà đoán đúng, Thanh Hà sẽ được 1 điểm. Và nếu Thanh Hà trả lời được đủ 15 bài trở lên thì Thanh Hà sẽ chiến thắng. Còn nếu như mà Thanh Hà trả lời dưới 15 bài thì có nghĩa là Thanh Hà thua. Được rồi, hôm nay Thanh Hà phải quyết tâm chiến thắng mới được. Yeah, mọi người cũng cùng chơi với Thanh Hà nha, để xem ai đoán được nhiều hơn. Nhớ bình luận bên dưới những số lượng mà bạn đoán được nha. Xin mời bài hát đầu tiên. Bài đầu tiên thì hơi cảm xúc thôi. Nghe nó sao sao đó mọi người. Để nhớ coi. Hình như là ba bà đi bán lợn con đúng không ta? À không không. Bài à? Bài gì? Ba bà đi bán lợn con. Phải không ta? Yeah. Bài gì vậy? Chú chân cho nghe lại được không chú ơi? Cái gì ta? Là như khúc cuối Thanh Hà có nghe lúc lên tình mẹ thằng cha gì đó. À, bài cái gì ta, gia đình Thanh Hà cũng không nhớ nữa, nhưng mà Thanh Hà chỉ nhớ cái gì ta, ba là cái ngày mới lấy cái nến xanh, người cái nến hồng mới lấy con nhung, ta là cái cùng gia đình. Và đó bài gì vậy ta? Ba Thanh Hà nghĩ là ba là lấy lung linh. À biết rồi, bài này bài bắt im thang. Quá đầm đấy. Bài này có đó. Bài này có một nhóm nhạc ha. Một nhóm nhạc. Nhóm 365. Phải không? Nghe 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 giọng giống nhóm 365, bài bong bóng vàng vàng. Ngày xưa xưa em là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cam. Từ thơ ấu thơ tâm năm mà về nơi ấm tay mẹ sẽ có ngày đã hát thuộc đấy. Bóng bóng bàng bàng. Bóng bóng bàng bàng chính xác. Tiếp theo. Bài bông hồng tặng cô. Em trông dáng bóng trước cửa nhà em dành một cây cho cô giáo hiền. Nàng bông ra cứ thiêu sáng người, nhưng ngạc ngào thơm là cây bông hồng. Yeah. Ủa ngắn được. Bài à? Bài cả nhà thương nhau. À, bài này Thanh Hà biết à. Nhưng mà sao nó hơi lá vậy nha. À, bài mà gì? Hai vây xinh xinh. Hai vây xinh xinh. Bài hát đó hả? Bài gì ta? Con cá vàng. Phải không? Thế là nghĩ là con cá vàng. Thế là nghĩ là con cá vàng. Trời ơi. Trời ơi.
Mọi người nếu nghe kỹ sẽ biết được bài này. Trần Đức Quang của mọi người. Mèo mèo mèo. Cháu vẽ ông mặt trời vì ông cười thật. Cháu vẽ ông mặt trời vì ông cười thật tươi. Tươi như miệng của cô giáo. Ôi. Đây là bài cháu vẽ ông mặt trời. Có lên mặt. Cháu lên ba cho đi mau nha. Đó là bài cháu lên ba. Ăn chưa? Chắc. Mấy bài cái đó là hay tha tới chưa? Cháu lên ba. Cháu lên ba đúng không? Là... cháu lên ba. Đây là bài. Cháu lên ba. Đây là bài hát cháu đi một giờ. Ủa bài gốc đó là cháu lên ba. Cháu hả? Con cò bé bé. Con cò bé bé nó đầu cành tre. Đi không thôi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi khi về em chờ. Mình em chung chim mình có yêu không nào. Cứ là người đó. Bài con cào cào. Con cào cào. Không, lúc đầu Thanh Hà nghe con cào cào cũng cánh xanh xanh mà. Chắc. Con cào cào. Yeah. Lạ thằng nào không biết mọi người ơi. Này bé đi tắm bé. Hạt gạo làng ta mọi người. Nghe chữ rõ ràng luôn. Hạt gạo làng ta. Cái gì đó không biết nhưng mà Thanh Hà chỉ nghe cái từ hạt gạo làng ta. Chốt đáp án luôn đó. Kìa con bướm vàng. Chắc đúng. Kìa con bướm vàng. Chắc đó là bạn mái trường mến yêu. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. Thầy giữ dắt chúng em với tâm lòng thiết tha. Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên. Khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Ngày đầu tiên đi. Quá đúng. Thanh Hà. Thanh Hà cũng khóc y vậy thôi.
mẹ Thanh Hà dắt đi rồi cái cô dắt Thanh Hà vô lớp. Thanh Hà ngồi vô lớp Thanh Hà khóc luôn. Kiểu như là lúc đó gặp nhiều bạn cũng có bạn cũ nhưng mà hồi trước hồi đó là Thanh Hà mới học lớp 1 ở ngoài Hà Nội á, là Thanh Hà có học mẫu giáo xong rồi các bạn cũng chuyển lên cấp Thượng Thanh là cấp tiểu học rồi là học cùng một lớp. Nhưng mà có một chuyện là ngày đầu tiên vô cũng có nhiều bạn mới mà, nên là kiểu vô trong á, Thanh Hà ngồi vô cái ghế xong rồi có bạn nói là tôi ngồi đấy trước rồi, cái Thanh Hà đi ra, Thanh Hà nhìn thấy bạn kiểu bạn hơi dữ dữ rồi đó, Thanh Hà cũng hiền á, cái Thanh Hà thấy hơi sợ, cái nhìn nhiều bạn mới quá, cái Thanh Hà khóc xong cái mẹ mới đi vô, mẹ mới lấy số danh học bạ cho, rồi mẹ mới dỗ nên rồi mẹ mới dỗ cho không khóc nữa, rồi con dám biết. Rồi bây giờ còn hai bạn nữa thôi, cảm ơn mọi người ơi. Mày gì vậy chứ? Vườn cây của ba. Và bây giờ tổng kết nha, con đã được trả lời được 13 bài trên 19 bài. Con sẽ 6 bài. Bây giờ con được sáng tạo. Mọi người ơi, không biết là mọi người đoán được bao nhiêu bài hát rồi ha. Nếu như mọi người đoán cao hơn Thanh Hà thì nhớ comment bên dưới cho Thanh Hà biết nha. Và mọi người cũng đừng quên bấm like và subscribe cho kênh của Thanh Hà nha. Còn bây giờ thì